Ông chủ, Phó gia tới rồi. Sao vẻ mặt như vậy? Không có gì chứ? Tôi nghe được tin con trai của anh Đường, Đường Tĩnh Hiền bị Sở Liêm chính bắt rồi. Kiện nói tội hối lộ nhân viên công trình, ngụy tạo biên bản sửa chữa. Cục cơ điện công trình đưa ra bản tuyên bố sẽ thẩm định lại tư cách làm đơn vị ủy quyền của công trình Triệu Quang, kiến nghị chính phủ tạm ngưng một công trình thang máy của công trình Triệu Quang, hủy bỏ tư cách của Triệu Quang đó. Đừng căng thẳng. Trước đó tôi đã bàn bạc với anh Đường, cho dù vụ sập thang máy bị điều tra cũng do con trai của anh ta tự gánh tội hết. Nếu không thì tôi sẽ cho người vạch trần mọi chuyện xấu mà Triệu Quang đã làm trước đó, nên anh ta không còn sự lựa chọn. Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh nhìn thử đi. Linda nghi ngờ cổ đang bị theo dõi, đã tìm thám tử tư điều tra đó là ai. Số ảnh này là do thám tử tư chụp lại được đó. Cậu cảnh sát này chính là người điều tra vụ của Doãn Tại Thi. Tôi biết ngay cậu ta không dễ gì từ bỏ rồi. Cậu ta điều tra Linda chẳng qua là muốn biết cô ấy có nói dối bao che cho tôi không. Có điều tra được gì hay không thì tôi không có biết. Nhưng nếu lỡ điều tra được chuyện chúng ta rửa tiền, vậy thì rắc rối to. Nếu cậu ta hiếu kỳ như vậy, tôi sẽ cho cậu ta tội nguyện. Anh đã biết từ trước? Biết sớm hơn anh một chút. Tôi đã kêu Linda dụ nó tới xưởng thịt đông lạnh Nguyên Lãng, lúc đó tự khắc sẽ có người giải quyết nó. Anh phải nói từ sớm chứ, thì ra anh đã tính toán sẵn trước rồi. Nghe, kế bên đây gặp Nguy, anh mau tới xưởng thịt đông lạnh Nguyên Lãng đi. Sao tôi phải tin anh? Tôi không có thời gian giải thích đâu. Xin lỗi nha, tôi không giúp được anh. Alo. Mình có sao không? Tử Phong, có sao không? Có sao không? Có ai không? Có phải là ba của anh cho người xử lý mình không? Anh không muốn lộ diện nên mới gọi cho tôi. Hay là cố tình dụ tôi tới để xử một lúc hai người? Nếu đúng là vậy tôi đã không xuất hiện rồi. Vậy đúng là ba của anh làm rồi. Tôi đã cảnh cáo anh đừng điều tra ba tôi nữa, nhưng mà anh không chịu nghe. Nếu như ba anh không làm quá nhiều chuyện xấu thì đâu có ai điều tra. Rõ ràng anh không muốn giống như họ. Nếu không thì anh đã để bọn chúng trừ khử tôi từ lâu rồi. Tôi không biết hai người đang nói cái gì nữa. Có phải là người nhà của anh làm cái gì anh cũng bênh vực mù quáng không? Họ là người nhà của tôi. Tôi cảm thấy bênh vực họ là xứng đáng. Không như anh, không biết thế nào là người nhà. Anh vừa nói gì? Tôi nói cái gì hả?
Vì Quân từ nhỏ tới lớn đều thiên vị anh, lơ là chị hai của anh. Lúc vì Quân đối xử không tốt với chị hai của anh có lên tiếng không? Không hề. Oan lỗi tới người nhà của tôi hả? Anh Trác, tôi có thể lấy lời khai được không? Được. Anh có nghi ngờ ai là người bắt cóc anh không? Không. Được rồi. Sếp, có sao không vậy? Chưa chết được. Cũng may mà anh thông minh, cảm ơn. Ê, trước giờ điều tra chưa bao giờ im ắng như vậy. Mất tới cả tiếng đồng hồ, chắc chắn gặp chuyện rồi. Có lái xe tới không? Có, ở bên đó. Ngồi xe của anh về. Cảm ơn nha. Con có nghĩ con làm như vậy sẽ khiến ba gặp rắc rối không? Ba cho người giải quyết bọn họ thì con xả thân mình để cứu họ. Con làm như vậy là ý gì? Bây giờ cậu cảnh sát đó thoát chết, lỡ như họ điều tra chính ba cho người trừ khử chúng, con muốn ba ngồi tù phải không? Con đã nói với cảnh sát là con bị bắt cóc. Kế mình cũng rất hợp tác, không nói gì bậy hết. Con đã cảnh cáo rồi, cấm anh ta điều tra tiếp. Ba tha cho họ lần này đi được không? Con nói cái gì vậy? Con kêu ba tha cho họ, con xém chút nữa cũng mất mạng đó. Nó gây bất lợi cho nhà họ Trác thì ba phải trừ khử nó. Ba đã dạy con bao nhiêu lần rồi, nhân từ không đáng tiền. Ba nghĩ đi. Nếu như chúng ta thật sự giết cảnh sát thì sau này sẽ phiền phức lắm. Kế mình là cảnh sát, chúng ta có thể cất làm của riêng. Sau này lỡ có chuyện gì, làm việc sẽ thuận tiện hơn. Cất làm của riêng bằng cách nào? Con có thể lợi dụng tình bạn của tụi con. Những gì xảy ra khi xưa anh ta vẫn chưa buông được. Tình cảm chính là nhược điểm của anh. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Giống như chuyện lần này, lúc lấy lời khai anh đã nói dối, không hề khai chúng ta. Thứ nhất, anh không có bằng chứng. Thứ hai, bởi vì anh cảm thấy mắc nợ con. Ý này hay đó, nhưng con có nghĩ là hơi mạo hiểm không? Ba yên tâm đi, chuyện này cứ để con xử lý. Tất cả mọi chuyện để con giải quyết.